Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Teju VNG Đại Náo Tam Giới nha anh em. Hôm nay thì mình lại tiếp tục sự kiện hồi hôm trước, đó chính là mình đọc đi xây lại cái đội hình của mình anh em à. Quá là cực khổ anh em, nhưng mà mình cuối cùng thì mình cũng lên được 6.471k lượt chiến rồi anh em. Nói chung là trời không phụ lòng người, chịu khó thôi anh em. Chứ có mấy anh em kêu mình là nên nhảy server khác rồi làm lại từ đầu, mà mình nghĩ thì nó cũng hơi uổng anh em à. Rồi, cho nên là mình cứ chơi cái ạc của mình là mình sẽ làm lại từ đầu, mình sẽ cày từ từ thôi anh em. Đó, lượt chiến thì cuối cùng nó cũng lên thôi anh em. Và mình cũng tìm tòi được một số chỗ để lên được lực chiến nè. Khi mà anh em đừng có lên đè úp cao quá anh em à, như mấy cái món này nè, mình úp nó hơi cao quá anh em, cho nên là mấy cái món này nó bị thọt đi. Khi mà anh em úp lên á, nó đủ anh em, nó lên cộng minh nè, anh em để ý cộng minh nè. Khi anh em lên nó bằng lép anh em 2, 4, 6, 8, 10 gì đó, thì khi anh em cộng minh lên cái lép 12 nè, thì anh em sẽ khi mà nó bằng lép nhau anh em, thì anh em sẽ nhận được các cái thuộc tính này bên dưới, nó sẽ cộng lên anh em, nó sẽ tăng nhiều lực chiến lắm anh em à. Ôi ơi, lúc đầu mình cũng không có biết cái vụ này nữa. Cộng minh nè, rồi cường quá nè, rồi cộng minh nè, rồi tăng cấp kỹ vật nè. Mấy kỹ vật này anh em cũng nên up đều lép hết nha, thì nó sẽ lên được chiến rất là nhiều. Trời ơi, chắc ở đây có nhiều anh em biết rồi, mình thì mình mới biết thôi, mình sẽ chia sẻ với lại những anh em nào chưa biết thôi nha. Còn này thì mình còn thiếu chút xíu siêu thôi, là mình sẽ lên được cái món thứ 8, món cộng 8. Rồi để mình vô trong shop mình xem thử là có ai bán đồ hay không. Bán mấy cái viên đá. Đây cái viên đá này anh em à. Có số anh em kêu mình là nên tích kim nguyên bảo anh em à. Để chi anh em biết không, để mua tướng đỏ anh em. Trước mắt của anh em là mình đã được hai con tướng đỏ rồi anh em. Đây, Kim Xí với lại Ngô Ma Dương hai con đang ngồi nói chuyện. Đây, chú Xí thấy cây búa của anh có ngon hay không? Đó. Đây. Ồ, cây búa của anh ngầu vải. Đây, nói là khá là hai đứa đang tâm sự anh em ạ. Mình vừa mới chiêu mộ được Ngô Ma Dương ở trong đây anh em. Thì có một số anh em kêu mình là nên tích kim cương để mà vô đấu giá mua con Ngô Ma Dương anh em ơi. Mình nghĩ là thì cái con Ngô Ma Dương khi mà nó bán hình như là có mức giá khoảng tầm 12k kim nguyên bảo thì phải anh em. Nhưng mà với cái mức giá này thì mình không thể nào có thể đấu được cái con Ngô Ma Dương hay là cái con Kim Xí để bàn đâu anh em. Nó bán nhanh lắm. Có những người đang bỏ luôn cả tiền gần 20k kim nguyên bảo để mà sở hữu em nó ngay và luôn anh em à. Gọi là mua ngay á, mua đứt luôn anh em, cho nên là không thế nào mà có thể là cạnh tranh được với một server nó quá đông đi anh em à. Còn đối với những cái server mà nó vắng vắng một xíu thì anh em cũng có thể là đấu giá tiền tiền cũng được. Còn riêng game này mới ra mà anh em, người chơi đông đùm đùm quá xá luôn anh em. Mình tới cái tầm này thôi mà mình còn hạng 600 mấy nữa anh em à. Đâu rồi, mình đấu trường nó mất tiêu rồi. Đấu trường anh em, hiện tại thì bây giờ là mình hạng 591 mới lên nha anh em, mới nhảy nha. Đó, quá đông anh em, cho nên mình không thấy nằm có là đấu giá ăn được con mấy con tướng đỏ này hết á. Nếu mà ăn được thì ăn được những cái phe nó hơi cùi cùi một xíu anh em. Mà đa số trong đây thì mình thấy là cái phe tiên giới như là cũng ít người chơi thì phải anh em. Có cái nhân vật đội ta. Túi đồ. Thằng tướng tiên giới nè, tiên giới này như là mình thấy cũng ít người chơi anh em. Đa số thấy thánh giới, minh giới và lại yêu giới. Còn cái minh giới này căng vãi anh em à. Đặc biệt là quỷ bạch cốt tinh đó anh em. Quỷ bạch cốt tinh là thêm con nhện nhện nữa chứ. Hai con này mà nó kết hợp với nhau á, phải gọi là khá căng anh em à. Bạch cốt tinh hình như đã có khả năng là chịu hồi được cái con quỷ anh em mày. Chịu hồi được một cái con gây cho toàn địch. Khi ra trận cùng với bạch tử, bạch cốt tinh tăng khi thằng tướng ta bị đánh bại chịu hồi cốt tướng quân anh em à. Đây, khi họ bị đánh bại chịu hồi thêm con quỷ cốt tướng quân thì nó chém đau vãi chưởng anh em, chém kinh lắm. Đó, thêm cái con nhện nhện nữa, hai con này mà nó kết hợp với nhau là cái tem cực châu anh em ơi. Mình hình như là mình thua cái tem minh giới thôi anh em à. Trời ơi. Đó, còn cái tem tiên giới thì mình thấy khá là ít bạn chơi ha. Mình thấy ít người cũng khá ít người chơi tiên giới. Tiên giới thì có thiên đế với lại dương tiễn. Nói dương tiễn là ít người đấu giá nhất anh em à. Lúc nào nó cũng còn nguyên si à, không ai mua hết chứ. Thiên đế với lại mấy con này á, mà nó ra một phát anh em, Ngộ Không, Quan Âm này kia kiểu nè. Ra một phát là không kịp giành luôn anh em à. Mình bên yêu giới mình còn không tranh lại được Ngô Ma Dương nữa anh em à. Con đại bàng Kim Xí thì mình thấy có ít người mua nhưng mà nó đam to vãi anh em à. Đam hàng sau mà nó đam to kinh lắm. Đây, để mình vô trong đấu trường mình vô mình quất mấy các bạn
ghép ghép cặp mình đi. Trời ơi 7.700 vãi thật sự chứ. Trời ơi mình có 6k nó ghép mình tới 7k7 luôn anh em à. Mình đang chơi Nacha nha anh em. Rồi này khả năng cao chắc thua quá anh em. Ây da lẩu tôn đập. Trời ơi nó chết luôn rồi anh em, mà đập chết Ngô Ma Dương mà đằng sau của mình luôn rồi. Quỷ ngộ không này, ngộ không căng phết rồi anh em à. Ây da bút máu. Trời ơi hồi có chút xíu chiêu máu gì mày hả bưởi. Trời ơi liên kích nữa. Rồi luôn chết luôn anh em à. Ngân giác của anh mình, mấy anh em kêu mình nuôi ngân giác anh trâu với lại nó có liên kích nó khá là phê luôn anh em à. Thế nên là mình cũng nghe lời anh em mình nuôi con ngân giác. Ây da rồi chết ngân giác rồi. Con kim xí này nó trọt cũng khá phê anh em mày. Trời ơi chết luôn. Ây da ây da thua thua anh em ơi. Wow thua. Bên kia mạnh quá anh em. Bên kia mạnh quá mình quyết đồng lại rồi. Ủa trời ơi ghép gì 4k9 gì nè. 4k9 này thì mình nghĩ là ôi trời ơi 4k9 mà nó trâu vãi nè anh em. Wow 4k9 mà căng ha anh em. Còn mỗi lại bàn kim xí mình nó còn sống thôi anh em ơi. Trời ơi là trời 8k bên kia có con diêm dương nha anh em. Bên kia xài yêu giới nha anh em. Bên kia có lộn bên kia binh giới anh em à. Bên kia binh giới có cái con nhện nhện cổng chính anh em à. Anh em xem thử cái đội hình của mình có nên là thay đổi tí gì nữa không anh em. Có nên là sắp xếp vị trí sao cho nó hợp lý không anh em. Chứ trước mắt thì mình thấy là sao nó kỳ vậy ta. Ây da wow trời ơi quỷ nhìn nhện kia nó. Trời ơi nó chịu hồi đàn em mà anh em à. Mấy con nhìn nhện này khó chịu ghê luôn á. Mấy nhìn nhện này cực kỳ khó chịu. Rồi bây giờ tới kim xí mình đã chọt anh em à. Này ủa hồi nãy cái tem bên kia là nhiêu ca liệt chiến người ta. Mình không nhớ cái tem bên kia là nãy nhiêu ca liệt chiến nè. Nhưng mà hình như là hơn mình thì phải anh em. Wow bên kia cộng 8 cộng 9 anh em. Ây da chết luôn rồi. Chết nhạc chính của mình này. Wow đừng có chịu hồi đàn em ấy nha. Ơi ơi. Ây da gác vải anh em à. Diêm dương bên kia chọt đau quá. Chết rồi thua. Bên kia cộng 8 cộng 9 đã gì còn chịu hồi được đàn em ấy chứ. Bên kia 8k được chiến anh em à. Chênh lệch nhau tới 1k6 luôn. Quá xa. Đó thì cái đêm của mình là như vậy anh em. Còn bây giờ thì mình sẽ vô trong đấu trường để mình vô mình leo thử ấy. Mình có lên được không. Bây giờ mình sẽ quýnh với mấy bạn lực chiến khoảng tầm bằng bằng mình xíu anh em. Bạn này 6k anh em. Bạn này có ngộ không cộng 8 ra ngộ tịnh full team đường tăng luôn anh em à. Có cả tiểu bạch long luôn anh em. Gọi là full team luôn rồi anh em. Đó năm nhân vật ở thầy trò đường tăng là đầy đủ hết nha anh em. Trời ơi quỷ ngộ không bên kia nó đập na cha bên mình muốn ủa là hồng hải nhi bên mình muốn gụng trứng luôn anh em à. Cái này mình có thể là sắp xếp đội hình mình sẽ đưa con na cha xuống dưới với lại con bút máu xuống dưới thì nó sẽ ngon hơn. Anh em nghĩ mình có nên bỏ quỷ khổng tước ra không anh em. Mình bỏ khổng tước ra là mình sẽ đưa con gì ta thiết phiến công chúa vô anh em à. Để cho nó đam luôn chứ bây giờ là cái team của mình thì mình thấy nó bút không được như máu được hết trơn anh em à. Khổng tước nó bút máu yếu quá. Quá yếu anh em. Ngân giác cũng trâu đó chứ anh em mới cộng 7 cho anh em được cái nó 5 sao anh em à. Mình khá là may mắn. Thì có số bạn kêu là nên sử dụng cái kim nguyên bảo đó để mà chiêu mộ con tướng với cái giá gần 20k kim nguyên bảo để có thể là chiêu mộ được một con tướng đỏ. Là mình sẽ được 10 lần quay thôi anh em. 10 lần quay. Thì mình nghĩ là 10 lần đó thì mình đưa vô trong đây nó cũng không được tướng đỏ nó hết. Nhưng bù lại thì mình sẽ được những cái con tướng này, những con tướng này để mà đưa vô trong cái đội hình anh em à. Đó. Ngày mai thì mình sẽ chiêu mộ tiếp, tại vì mình sẽ để giành được chiêu mộ anh em. Để là ngày mai nó sẽ reset cái này nè, mai sẽ có thể là mình sẽ chiêu mộ được thêm con ngân giác nữa anh em. Mình sẽ đè mình sẽ đập sao cho con ngân giác lên. Ngân giác mình thấy nó khá là ok chứ anh em. Trâu nè, trâu bò được một cái là liên kích nữa chứ anh em. Dồn đam cho nó để nó liên kích mình phát cũng khá là ok đúng không á. Riêng con quỷ khổng tước này khá phế anh em à. Bút máu thì cũng khá là cùi bắp luôn, không có gì đặc sắc hết. Nhanh nhẹn. Cái này ra thêm đi chung với lại thiết phiến đi. Ủa cái này gì ta? Con nào chạy? Nữ yêu giới. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung cho mấy con chính này. Thiên vương ha. Đi chung với lại thằng này như là cũng có đi chung với lại ô học khác anh em à. Để mình xem thử đi. Thằng này con nào chạy? Hoàng Mi Vương. Hoàng Mi Vương. Đó.
kim giác à, chắc là đợt sau thì mình sẽ kiếm một kim giác để mình đưa vô trong cái đội hình thôi anh em. Trong cái đội hình nó sẽ có một cái chợ anh em à, đó, viện quân. Khi mà lên level 63 thì mình sẽ có thể là đưa em ấy vô trong viện quân, mình kiếm thêm con ngân giác nữa. Ngân giác mình thấy nó kích hoạt khá là nhiều tướng anh em à. Ủa, tướng chính chí tôn ơi, xem thử có ngân giác nè anh em. Đó, ngân giác mà đưa vô đây là nó easy luôn anh em à, đúng bài luôn anh em. Nó kích hoạt khá là nhiều nhân vật trong team nha anh em. Đây, ủa, xích vĩ ma hạt mình hình như là mình có rồi anh em à. Có ngân giác, ủa kim giác mình chưa có nha. Kim giác mà đi trong team một phát nữa là nhức nhối luôn anh em, nó boost từ đứa hết trơn á. Có con quỷ này thì nó không boost nha anh em. Đây, ở dưới này cũng có liên quan đến kim giác nữa anh em à. Mình sẽ cố gắng chiêu mộ ra thêm một con kim giác nữa anh em, để nó đem đi đấm bóp giác hơi này kia kiểu thần tướng. Đây mình bị thiếu con kim giác anh em ơi, hình như là mình bị thiếu em nó, mình chưa có em nó. Ấy cái con hoàng mi dương này anh em à, mình có nha. Củ đầu trùng nè, mặt lan à, bạch lộc nè anh em à, con này như là cũng có luôn nè anh em. Chắc là từ từ sau này sẽ lên lép, nó sẽ mở thêm nhiều cái ô để anh em ta có thể là viện quân cho nó full luôn anh em à. Chưa có nè, trời ơi, ngọc diện hồ ly kim giác nè anh em à. À kim giác ở trong đấu giá có anh em à, để tối, buổi tối đấu giá nó thường thường là nó có tướng nhiều lắm. Tối nay mình sẽ quất kim giác, tại vì mấy con tướng này nó cũng rẻ thôi anh em. Đây 2k mấy thôi là mình có thể là đấu giá được một con tướng này, nhưng mà không biết là có đấu giá được hay không thôi, để tối tính. Đấy, tối kiếm thêm kim giác nữa, sau đó lên lép 63 đưa em vô trong viện quân, nó là nhức nhối liền anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong đấu trường, mình sẽ quất thêm mấy nháy nữa nha anh em. 6k, ôi ôi mấy bạn này có 6k, 6k 5 nè anh em. Mình nghĩ là, ấy chà, chết rồi, đụng độ lại minh giới, ủa lộn yêu giới giống mình rồi anh em à. Ngân giác bên kia, ôi trời ơi, ngân... ấy dạ, ôi trời trời trời, quỷ ngân giác bên kia nó xúc một phát, rụng trứng hết cái team trước luôn kìa anh em. Ôi vậy, ngân giác bên kia căng quá nha anh em, khét lẹt luôn anh em à. Nhưng mà kim sĩ mình chọn phát cũng đi luôn cái nguyên cái hàng sau của bên kia luôn kìa anh em. Liệu mình có win được hay không đây. Wow, ây da, anh ngân giác bên kia khó chịu phải anh em à, thua luôn, thua anh em à. Trời ơi, anh ngân giác bên kia anh chơi phát bay sạch cái hàng trước mình luôn anh em. Anh này cũng 6k rưỡi anh em à, 6k rưỡi. Bên kia có kim giác mấy con này, ảnh dồn ảnh vô con kim giác, ủa ngân giác của ảnh quá xá anh em. Ngân giác, không lẽ bây giờ mình đưa con ngân giác của mình nó ra số 1 chứ anh em. À đội hình con Hồng Hải Nhi được có một cái là nó đốt đốt đau anh em à, cho Hồng Hải Nhi vô giữa đi. Mình sẽ sắp xếp cái đội hình từ từ nha anh em, sau này thì mình sẽ nghiên cứu cái đội hình lại, anh em có gì góp ý tiếp mình nha. Wow, à hên quá, không có liên kết. Ơ chơi có liên, bị quýnh là liên kết luôn. Anh bị quýnh thì anh sẽ phản đòn anh em à, khó chịu vãi luôn anh em. Ây da, không, mình sẽ thay đổi xíu cái đội hình của mình anh em à. Mình sẽ không cho con quỷ búp, búp máu này nó quýnh sau nữa, mình sẽ cho con kim sĩ lên phía trước luôn anh em à. Còn ngân giác nó sẽ đây, cho con Hồng Hải Nhi ra phía sau đi anh em. Không là Hồng Hải Nhi ra phía trước luôn, thử thử xem sao anh em. Với cái đội hình mà full ba con tấn công phía trước này, liệu có làm nên cơm cháo gì không anh em à. Ây da, wow, gà phía trước còn vậy, để con ngân giác bên kia nó quýnh chọt bấy bá luôn anh em à. Mày bưởi, trời ơi, ây da, mình vẫn còn con ngân giác ở phía, ở lộn, chỗ ngân giác mình nãy đưa ra phía trước chết ngắt luôn rồi anh em à. Dạ được, cái kim sĩ nó trâu quá anh em à. Trời ơi, giờ này còn hồi máu đâu có nội. Hay quá khổng tước ơi. Ôi ôi, giờ mới khen xong chết ngắt luôn rồi anh em à. Ngưu Ma Vương bên mình vẫn còn sống anh em. Ây ha, quá hay anh em à. Wow. Mày hả, ngân giác, ngân giác. Giác hơi, đấm bóp giác hơi. Ây da. Ui là mèn. Quỷ ngân giác này không giết là không được mà anh em.
mình sẽ sắp xếp cái đội hình lại xíu nữa. Mình sẽ đưa con Hồng Hường Hải Nhi ra phía sau nha anh em. Ngô Mai Dương yếu sinh lý vãi anh em à. Rồi Ngân Giác, ôi Hồng Hải Nhi mình sẽ đưa ra phía sau. Đấy, đưa ra phía sau là đưa Ngân Giác ra phía sau. Con này cho ra mid đi anh em à, ra giữa đi. Rồi quất lại bạn gấu anh em, này sao quýnh hoài không lại anh em. Đấy, với cái đội hình này liệu có win được không anh em. Ôi quỷ Ngân Giác bên kia cái tốc độ nó nhanh vãi thôi mà, sao cái tốc độ nó nhanh dưới ta. Chọt con phát, ôi trời không chết. Ây da, trời ơi Ngân Giác, ôi ôi trời ơi Ngân Giác hay quá. Nếu mà Ngân Giác bên mình nó không chết là khả năng win khá cao anh em à. Wow, thiêu đốt luôn anh em à, hồi máu. Ây da, hên quá, né. Chọt, trời ơi không chết con Kim Giác bên kia. Kim Giác bên kia nó trâu vãi. Ủa sao thằng quỷ Ngân Giác bên kia nó khả năng hồi máu vậy ta. Ây da, khó chịu ghê luôn anh em. Quỷ Ngân Giác nó có khả năng hồi máu nên em à. Không ổn rồi anh em à, không ổn rồi. Đưa Hồng Hải Nhi ra phía sau luôn anh em à, cho Ngu Ma Dương ra phía trước luôn. Để Hồng Hải Nhi đam cho nó đau xíu anh em. Hồng Hải Nhi đam khá to nhưng mà bị con Ngân Giác bên kia giết sớm quá, cũng khá tiếc anh em à. Ây da, trời ơi bên kia nó chọt phát chết sạch luôn anh em à, chỉ còn lại mỗi con đại bàng kim xí thôi anh em mày. Khó chịu ghê luôn á. Ây da, Hồng Hải Nhi. Ôi Hồng Hải Nhi sao nó không phun lửa nè. Không, cũng không hồi được nhiều máu anh em. Ây da, chết rồi. Hay quá. Vẫn còn chịu được một đam nữa anh em à, vẫn còn chịu được một đòn nữa. Chết rồi, bị Ngân Giác bên kia giết rồi nha anh em. Quá xá Ngân Giác bên kia nó khó chịu ghê luôn anh em à. Ai, còn cách nữa anh em à. Bây giờ mình sẽ dồn hết đam vô cho con Ngân Giác để xem sao anh em. Ngân Giác. Đây, mình sẽ gỡ hết đồ của đổi. À không, này là đổi tướng luôn rồi anh em à. Mình sẽ tháo hết cái đống đồ này ra nha. Mình sẽ đưa vô cho con Ngân Giác đeo anh em. Mình sẽ đưa vô cho Ngân Giác. Ôi, cái gì trời. Đây, mình sẽ gỡ hết ra. Mình sẽ đưa vô cho con Ngân Giác để xem thử là nó có ngon hơn hay không nha anh em. Rồi, tạm thời sẽ đeo đỡ như vậy thôi. Đồng tiêu đấu trường vô quốc lại phát nữa xem sao anh em. Không tin mà là có thể là thua hoài được như vậy anh em. Bạn gấu đây. Đây, bạn gấu đây rồi anh em à. 463 nha. Cái này để bạn kiềm xí ra phía sau không ta. Quỷ bút máu thì nó cũng bút không được nhiều quá chừng anh em à. Ây da, cũng chết luôn anh em à. Phẹt. Trời ơi, chết rồi. Bây giờ thì đại bàng kim sĩ nó không thể nào mà nó quất sạch được cái team sao rồi anh em à. Wow, có vẻ như nó bất ổn hơn nha anh em. Hồi nãy thì con đại bàng kim sĩ của mình thì có thể là dọn được cái team sao bên kia, nhưng mà bây giờ thì nó không có dọn được cái team sao bên kia rồi anh em à. Bây giờ cái team sao bên kia nó lộng hành quá anh em. Được cái này thì nó mất cái kia anh em. Ôi, con Ngân Giác bên kia cái tốc độ nó nhanh dưới ta, lúc nào nó cũng quýnh trước hết trơn anh em à. Bên kia được cái là nó bị Hồng Hải Nhi của mình nó đốt cho nên mất máu khá nhiều anh em. Ây da, đây không chịu nổi luôn anh em à. Bây giờ mình phải đổi ngược lại đây anh em. Đổi ngược lại thì nãy có cơ hội hên xui còn win được. Thôi cố gắng cày cuốc lên thêm thôi anh em. Thám hiểm gì đó, thôi làm biến quá anh em. Thôi thay đồ lại thôi anh em ơi, thay đồ lại thôi. Táo. Ôi trời, không phải, tháo đồ của thằng kia mới được anh em ơi. Tháo. Hình như là mình không mặc theo set thì phải anh em. Mình có mấy set hồ lô mà cái này có cái quạt này kia kiểu nè. Nhanh vô. Rồi, ok, thôi, cố gắng cày cuốc này kia kiểu thôi, cập nhật cái tình hình cái con ạc của mình sau khi mà mình phá nát, còn bây giờ mình bui lại anh em. Thì chỉ được vỏn vẹn như vậy thôi. Mong là một vài hôm nữa thì mình sẽ cứng cửa hơn xíu, có thể lên được 10k lực chiến.
Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Tay UVNG nha. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.